Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Ukraine lo chiến tranh, Canada rót vào hàng trăm triệu, Cộng hòa Séc đề xuất cấp đạn dược. Chính phủ Canada quyết định cho Ukraine vay 120 triệu CAD, tương đương 95,4 triệu USD, trong bối cảnh Kiev đang sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga, mặc dù Moscow luôn bác bỏ về một cuộc tấn công như vậy. Ngày 21 tháng 1, Thủ tướng Justin Trudeau công bố khoản tín dụng trên và đánh tiếng rằng sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của Ottawa trong bối cảnh chính phủ đảng tự do có quan điểm cứng rắn hơn trước nguy cơ Nga xâm lược Ukraine. Canada đang cân nhắc tăng cường hoạt động huấn luyện quân sự cũng như cung cấp trang thiết bị phòng thủ cho Ukraine. Thủ tướng Chido nhấn mạnh, Canada đã, đang và sẽ tiếp tục là bạn, là đồng minh của Ukraine và chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó để hỗ trợ họ và đảm bảo để người dân Ukraine được định đoạt tương lai của họ chứ không phải là ông Vladimir Putin. Theo nhà lãnh đạo Canada, khoản cho vay này nhằm hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế của Ukraine và giúp Ukraine đối phó với những nỗ lực của Moscow nhằm gây thiệt hại cho nước láng giềng thông qua bất ổn kinh tế. Việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới với Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược. Thủ tướng Chidel từ chối loại trừ khả năng cử binh sĩ Canada tham gia cuộc xung đột ở Ukraine cho biết sứ mệnh huấn luyện binh sĩ của Canada tại Ukraine cũng nhằm đảm bảo để người Ukraine sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ cuộc tấn công hoặc xâm lược nào của các lực lượng Nga. Kể từ khi Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 440 cá nhân và thực thể có liên quan. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Senochova sẽ đề xuất với nội các nước này chuyển một lô đạn pháo cho Ukraine. Cộng hòa Séc chọn loại đạn pháo 152mm trong danh sách mà Kiev yêu cầu để cung cấp cho Ukraine. Sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Séc Jan Lipaski, bà Senotrova nêu rõ, đó sẽ là một khoản đóng góp. Chúng tôi đang sắp xếp thủ tục để có thể hoàn tất sớm nhất có thể. Chúng ta nói với Ukraine rõ ràng rằng chúng ta đồng hành cùng với họ. Theo ông Lipavsky, Cộng hòa Séc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất với tình hình ở Ukraine.